có một số khách hàng nói với cởi rằng là anh thấy chiếc uh, Tucson 2022 nhìn đẹp quá đang chạy ngoài đường đó, mà anh không biết cái phiên bản nào hết á bên em có cái phiên bản nó hay không hay là anh chỉ thấy Tucson vào ban ngày thôi thì ban đêm nhìn cái bộ đèn nó như thế nào em thì Định Khởi thì sẽ uh, không giúp cho quý vị uh, nhìn con ruồi bay ngang qua biết con cái hay con đực được nhưng mà đình Khởi sẽ giúp cho quý vị chỉ cần nhìn cái đầu xe thôi là biết nó thuộc phiên bản nào của Hyundai Tucson luôn nha. trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn chung về cái thiết kế của chiếc O'Neill Hyundai Tucson 2022 ở phần đầu xe nha. Đó là cái ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm. Với điểm ấn tượng đó là cái phần lưới tản nhiệt được nối liền với đèn LED định vị ban ngày luôn nếu giờ mà tắt cái đèn led định vị ban ngày đi á thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa phiên bản tiêu chuẩn so với ba phiên bản còn lại. À, đó là phần lưới tản nhiệt của phiên bản đặc biệt và turbo sẽ được mạ thêm một cái lớp cùng màu với phần lưới tản nhiệt luôn. cho nên là khi tắt cái đèn định vị đi thì chúng ta sẽ thấy cái phần lưới tản nhiệt vô cùng to lớn. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn không mà lớp đó thì à, chúng ta sẽ thấy sự phân hóa rõ rệt hơn về lưới tản nhiệt và phần đèn LED định vị ban ngày. Thêm một cái điểm khác nhau giữa phiên bản tiêu chuẩn và ba phiên bản còn lại đó là cảm biến trước, camera trước và hệ thống radar ở phần dưới lưới tản nhiệt. Đối với phiên bản đặc biệt và turbo á, thì được trang bị hệ thống an toàn Hyundai Maxen thì sẽ có hệ thống radar ở phía dưới lưới tản nhiệt à, kèm theo camera phía trước và bốn cặp biến trước. À, còn đối với phiên bản tiêu chuẩn thì chưa được trang bị những chức năng này. Như vậy thì chúng ta đã biết cách phân biệt phiên bản tiêu chuẩn so với ba phiên bản còn lại rồi đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm sự khác nhau giữa ba phiên bản còn lại nha. Đối với phiên bản đặc biệt thì Hyundai Tucson 2022 có hai sự lựa chọn về động cơ, đó là 2.0 xăng đặc biệt và 2.0 dầu đặc biệt. Để phân biệt được phiên bản 2.0 xăng đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng nhìn sâu vào bên trong của lưới tản nhiệt. Nếu chúng ta thấy có một các nước ở bên trong thì đó là phiên bản 2.0 xăng đặc biệt. Còn chúng ta nhìn sâu vào bên trong lưới tản nhiệt mà có hai cắt nước thì đó sẽ là phiên bản 2.0 dầu đặc biệt hoặc là 1.6 turbo. Rồi còn lại thì hai phiên bản đó là 2.0 dầu đặc biệt và 1.6 turbo. Để phân biệt hai phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nhìn lên phía trên một tí. Nếu có giá nóc và cửa sổ trời á thì đó là phiên bản 1.6 turbo còn không có hai điểm trên thì đó là phiên bản 2.0 giờ đặc biệt. Như vậy thì chỉ cần nhìn vào đầu xe thôi thì chúng ta đã biết cách phân biệt giữa các phiên bản của Hyundai Onix Tucson 2022 rồi. Để phân biệt phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta cứ nhìn vào cái đèn LED định vị cũng như là cảm biến trước camera trước và hệ thống radar. Rồi để phân biệt phiên bản sang đặc biệt thì chúng ta sẽ nhìn vào trong các nước và nếu mà để phân biệt cái phiên bản 1.6 turbo và 2.0 dầu đặc biệt thì chúng ta sẽ nhìn vào trên giá nóc và cửa sổ trời nha bây giờ thì đình khởi sẽ đợi cho tới tối để quay cảnh ban đêm của chiếc Tucson này nha rồi tối rồi giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát hệ thống đèn của chiếc Hyundai Tucson vào ban đêm nha đầu tiên sẽ là hệ thống đèn LED định vị. Rồi đây, chúng ta thấy hai cánh chim to lớn đầy uy lực chuẩn bị cắt cánh chưa? Đó là đèn LED định vị của phiên bản tiêu chuẩn đó. Còn đây là đèn LED định vị của phiên bản đặc biệt này. Nói chung thì bật đèn LED. Định vị lên thì vào ban đêm cũng không thấy sự khác biệt lắm giữa hai phiên bản đó đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem hệ thống đèn pha của xe nha. À, đây là cái đèn Rosetta Halogen của phiên bản tiêu chuẩn nè. Còn đây là hệ thống đèn LED của phiên bản đặc biệt và phiên bản Turbo. và đây là sự khác biệt giữa hai hệ thống đèn ở trên Hyundai Tucson 2022 đối với phiên bản tiêu chuẩn thì sử dụng đèn halogen projector cho ra ánh sáng màu vàng với độ gam tiêu sáng tốt còn phiên bản đặc biệt và turbo là sử dụng đèn led cho ra ánh sáng màu trắng có tính thẩm mỹ và cường độ ánh sáng cao đây đây đây, còn đây là cụm đèn hậu nè. Nó đẹp thiệt, nó đẹp thiệt bà con ơi. Ban đêm nhìn nó đẹp quá. Cơ bản là cụm đèn hậu đều như nhau hết. Rất đẹp vào ban đêm nha quý vị. Và như vậy thì chúng ta đã biết được cách phân biệt giữa các phiên bản của Hyundai Tucson 2022 rồi và đồng thời thì chúng ta cũng đã nhìn được hệ thống đèn của chiếc xe này vào ban đêm rồi đúng không quý vị thì thật sự cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của khởi dương auto rất là nhiều à, hy vọng sẽ nhận được nhiều phản hồi từ đại gia đình để cho đình khởi sẽ cố gắng ra được những cái video mang tính tích cực hơn nữa nha cảm ơn rất là nhiều à nếu thấy thương đình khởi thì hãy cho một like còn ai chưa đăng ký thì đăng ký giùm đình khởi nha à, cảm ơn rất là nhiều